Thưa quý vị, ngay sau khi kết thúc việc thí sinh đăng ký kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những lưu ý đối với các thí sinh về các bước tiếp theo. Từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi kết thúc hạn đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi thành công. Trong đó, số thí sinh đăng ký theo hình thức trực tuyến chiếm hơn 94% và trực tiếp chiếm hơn 5%. Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong các ngày đăng ký dự thi trực tuyến, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định. Việc đăng ký dự thi cơ bản thuận lợi đối với tất cả các đối tượng thí sinh. Tuy nhiên, để chính xác thì thí sinh và các cơ sở nơi thí sinh đăng ký dự thi cần tiến hành rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh cho chính xác. Thì có hai cái công việc mà cần phải làm ngay trong thời gian ngày mai cho đến kết thúc ngày 22 tháng 5 này. Đó là đối với các sở và trường mà đăng ký dự thi thì tập trung cho việc đó là rà soát lại các thông tin của thí sinh, đối sánh các thông tin của thí sinh và in danh sách và phiếu đăng ký dự thi của thí sinh. Đồng thời nhà trường sẽ phối hợp với các em để xác thực lại một lần nữa và các em ký vào danh sách và ký vào phiếu đăng ký dự thi và xem như là các em đã hoàn thành cái việc đó là đăng ký dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các cơ sở đào tạo sẽ phải xét tuyển tất cả các phương thức đã công bố công khai cho thí sinh nếu thí sinh đủ điều kiện. Việc để sai sót trong khâu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của thí sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyển sinh của hệ thống. Sau khi hoàn tất bước đăng ký này, thí sinh cần tập trung vào ôn thi để đạt kết quả cao nhất cho kỳ thi diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6. Bắt đầu từ ngày mai, ngày 15 tháng 5, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh. Những vấn đề mà Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng sẽ hướng đến khi kiểm tra TikTok Việt Nam liên quan đến việc tuân thủ quy định của pháp luật nước sở tại. Trong đợt kiểm tra lần này, thì Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử sẽ là đơn vị chủ trì. Các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông là Thanh tra Bộ, Cục An toàn Thông tin, Cục Báo chí, Cục Viễn thông sẽ phối hợp thực hiện. Hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 7 do Liên Hợp Quốc phát động từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 7, trong đó trọng tâm là hãy tuân thủ tốc độ quy định. Tại buổi lễ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cam kết cùng các tổ chức thế giới tiếp tục thực hiện chính sách bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, trong đó nhấn mạnh giải pháp tuyên truyền người dân thực hiện tốt các quy định an toàn giao thông, đồng thời cảnh báo về nguy cơ và hậu quả nghiêm trọng do không tuân thủ tốc độ quy định và xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn giao thông. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 tại khu vực phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, sự kiện văn hóa châu Âu lớn nhất năm 2023 tại Việt Nam, Ngôi Làng Châu Âu, chính thức trở lại sau 5 năm, mang tới cho công chúng một không gian tổng hòa các cảm xúc thông qua các trải nghiệm văn hóa đa dạng của châu Âu. Những trải nghiệm văn hóa sống động được giới thiệu tới công chúng Việt Nam với sự góp mặt của hơn 30 doanh nghiệp lớn và các thương hiệu ẩm thực châu Âu, mang đến những trải nghiệm đa giác quan cho người tham gia. Đặc biệt, những hoạt động thể thao, trò chơi dành cho mọi lứa tuổi diễn ra tại các khu vực xuyên suốt thời gian của sự kiện. Bên cạnh đó, các không gian triển lãm nghệ thuật, những giá trị văn hóa giàu di sản làm nên danh tiếng của châu Âu cũng được mở cửa tự do chào đón công chúng. Bên cạnh các gian hàng của các quốc gia châu Âu, còn có gian hàng của mạng lưới cựu du học sinh châu Âu tại Việt Nam với các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Mạng lưới thì từ trước đến giờ thì luôn luôn hoạt động dựa trên thành phần là các bạn cựu du học sinh đi học từ nước ngoài về, và mọi người luôn luôn có xu hướng là muốn đóng góp một cái điều gì đó cho đất nước. Và cụ thể trong chương trình này thì là mọi cái hoạt động mà lợi nhuận thì sẽ được quyết định là sẽ gửi cho chương trình Cặp Lái Yêu Thương, bởi vì đây là một chương trình rất là nhân văn và chúng tôi đã được biết đến nó từ rất là lâu rồi. Thì ngày hôm nay thì cái sản phẩm mà chúng tôi đang bán ở đây thì cũng muốn nói thêm một chút, đấy là những cái tấm bưu thiếp được xây dựng dựa trên những cái câu chuyện mà các cựu du học sinh đi du học về và kể lại, sau đó thì các nghệ sĩ họ biến thành những cái bưu thiếp rất là đẹp như thế này. Tham gia sự kiện, công chúng có cơ hội thưởng thức hơn 20 màn trình diễn âm nhạc cuốn hút tại sân khấu chính của Ngôi Làng Châu Âu 2023, nơi quy tụ các tài năng âm nhạc từ châu Âu và Việt Nam với đa dạng phong cách từ nhạc jazz, pop, rock, các set DJ cuồng nhiệt với những khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc cổ điển. Mối quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam đang ngày càng phát triển thông qua nhiều hoạt động hợp tác đa dạng mang tính chiến lược,
các dự án hợp tác giữa EU và Việt Nam đã và đang được thúc đẩy và triển khai mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực quan trọng.